Hello, được coi nhậtquả.com. Chào tất cả anh em cần thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lên cần vì cho anh em câu. Cần em bán ra là chưa bao gồm phí ship là 35.000 trên một đơn hàng ship toàn quốc nha. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193, Zalo cũng vậy nha, 0794559193 nha. Rồi em xin phép lên. Bên em có bán phao điện nha, phao điện nha. Đây, một quả này giá là 35k một quả phao điện. Quả phao điện nha. Đây, quả phao điện. Rồi, tiếp tục bên em có bán cước. Đây, cước loại này là loại 500m. Loại cước loại 500m nha. Loại này tải được là 0.35, tải được 12,5kg. Rồi, loại này có một size duy nhất là 0.35. Rồi, cuộn này để cho anh em giá là 60k một cuộn 500m nha. Cái này chữ Nhật này em trông đọc được chữ Nhật nha. Rồi, một cuộn này là 60k 500m. Tiếp tục, bên em có bán loại cước thẻo full carbon. Dòng này là full carbon, loại này là 0.4 nha. 0.4 là tải được là 0.4 tải được 1,65 kg. 1,5 kg á, cho là 1,5 kg thì tải được 1,5 kg nha. Rồi, dòng này là full carbon 100%, độ dài là 25m. Loại này có size 0.4, 0.8 và 1.0 và 1.2 nha. Loại này là để cho anh em giá là 50k một cuộn 25m full carbon, làm thẻo làm câu lục nha. Đây. Rồi, 50k một cuộn. Rồi, tiếp tục anh em có cước, cước về cho anh em làm thẻo lưu rê với lại câu đây, làm thẻo nha, vừa câu lưu rê lóc vừa làm thẻo được. Rồi, loại này là loại màu cước màu xanh này. Cước màu xanh, loại này là loại 1, có anh em có 1.0, 1.5 tới 3.5 nha. Tới 3.0 này, 3.5 nha. Rồi, một cuộn này là giá là đồng giá cũng là 50k một cuộn, độ dài là 100m. 100m nha. Loại này thích hợp cho anh em vô rê lóc làm thẻo câu lục. Rồi, một cuộn này giá là 150k, độ dài là 100m. Rồi, bên em có bán lưỡi câu nha. Lưỡi câu bên em gồm có 3 size, size mã 13, 14 và 16 nha. Một lóc này là để cho anh em một hộp này nè, 10k một hộp này, khoảng 70 lưỡi câu nha, cho anh em câu thoải mái luôn. Một hộp này 70 lưỡi nha. Rồi, 70 lưỡi câu thoải mái, giá em này là một hộp cũng đồng giá là 10k tất cả các size nha, 10k tất cả các size. Rồi, bên em có bán cước công nhện, có cước công nhện. Rồi, bên em giờ còn có loại là 0.42. Loại 0.42 nha, là tải được 19,3 kg, độ dài 100m. Câu nhện thì anh em biết rồi, siêu bền. Dòng nhện thì anh em siêu bền, siêu dẻo rồi. Một cuộn này để cho anh em giá chỉ 45k thôi nha, 45k một hộp cước câu nhện. Rồi, cái loại 0.50 cũng vậy, 45k luôn, đồng giá. Size 0.42, 0.50 đồng giá nha, 45k một cuộn. Rồi, bên em có bán cước Shimano Pitbull. Loại này là Pitbull thì rất là ngon rồi. Shimano Pitbull, loại này bên em có loại từ size 4.0 là tải được, cước số 4 là tải được mấy 10 kg nha, cước số 4 tải được 10 kg. Tới cước số 10, đây, cái này là cước số 8 nha, cước số 8 tải được 19 kg nè. Thích hợp cho anh em câu câu ngâm, lân xe, câu lục, câu biển, bạc biển. Đấy. Rồi, một cuộn này là giá là 100k nha, hàng Shimano Pitbull, hàng Made in Japan nha. Đấy, cước rất là đẹp luôn, giá là 100k. Rồi, bên em có đầu tiên em xin phép là lên mấy câu. Mấy câu đầu tiên là một con máy cổ nhưng mà Gatio, con này lớn nè. Con này là Gatio là 5.2, hàng nội địa Nhật, mã của nó là 035 Ultra. Rồi, con này là hàng quân đội nha, con này là hàng quân đội, độ dài sai khoảng là thông số cước này. Cước số 6 vào được 200. Đây. Cước số 4 vào được 100m nha, mô bin sóng đủ tay trái phải, Gatio là 5.2. Rồi, con này sai thơ máy 2.500, sai thật con này là 3.000 nha, mô bin sóng, máy hoạt động êm mượt. Thăng cối kim loại, tay quay kim loại và thăng
cấu carbon, thân kim loại và tay quay kim loại nha. Rồi, mô viên sóng đổ tay trái phải, cấu là carbon này, tay quay kim loại và thân kim loại. Mô viên sóng đổ tay trái phải, máy này hoạt động êm mượt, thích hợp cho anh em câu ngâm nha, câu ngâm lăn xe. Rồi con này mã số 1 này size 2500, size thật 3000. Câu này để cho anh em giá là 320k, mã số 1. Tiếp tục mã số 2. Mã số 2 là một con máy câu Hàn Quốc xuất Nhật. Con này có dòng lông cát nha, hai chế độ keo và không keo này. Đây dòng lông cát này, rất là bền luôn. Nhưng mà con này có một cái xấu là cái tay quay nữa này. Tay quay nó bị bong tróc hết sơn nha, nhưng mà tay quay kim loại, mô bi sóng đôi tay trái phải, mọi thứ hoạt động tốt hết á. Cối cũng kim loại luôn, cối kim loại, tay quay kim loại và thân carbon, dòng lông cát Korea xuất Nhật. Rồi con này mã số 2, mã số 2 size con này là Gatio là 4.6, size con này là khoảng 2000 đến 2500 nha, thích hợp cho anh em lưu relock. Rồi con này mã số 2, hai chế độ keo và không keo, Gatio 4.6. rồi con này mã số 2 này để cho anh em giá là 290k, cấu kim loại, tay quay kim loại và thân carbon, 290k nha. Tiếp tục mã số 3. Rồi mã số 3 là một con máy dòng cứu nông. Con máy này dòng cứu nông này size theo máy 6000, size thật con này 6000 luôn. Rồi mô bi sóng đôi tay trái phải, con này là hàng của thằng China xuất Nhật nha, size theo máy 6000, size thật 6000, mô bi sóng đôi tay trái phải. Rồi con này để cho anh em giá là 6000, China xuất Nhật. Rồi để anh em giá con này là 350k nha, size 6000, mô bi sóng đôi tay trái phải, ngồi hình máy có sa xước này, đây tay quay có sa xước nha, tay quay bằng cơ bắp này, phun carbon, mã số 3, 350k, size 6000, máy hoạt động êm mượt nha. Rồi tổng số sơ cước kia nó ghi size theo máy 6000 thôi nha. Gatio lúc này là 5.5. rồi mã số 3, Gatio là 5.5, mã số 3 này 350k. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 tiếp tục là một con máy Hàn Quốc xuất Nhật. Một con máy xuất Nhật, con này là mã của máy là 350. Rồi con này là đời cao ABS nha, con này bắt bằng ABS nè, cấu nông, tích hợp cho anh em lưu relock. Con này size tương đương khoảng 2000 nha, cũng dòng lông cát, rất là bền, Korea xuất Nhật. Thông số cước này, thông số cước là cước số 2 vào đường 165 m, cước số 3 vào đường 120 m, thì cước số 4 nó vào được khoảng 100 m nha. Rồi mô bi sóng đôi tay trái phải, con này là size khoảng 2500, nhưng mà size thật nó tới 4000 này, máy nhưng mà máy chỉ nhỏ gọn như size 2500 thôi, thích hợp cho anh em lưu relock nha. Cấu nông ra cước nhanh, cấu nông mà vào xuống ra cước nhanh này, tay quay cũng kim loại luôn. Rồi mã số 4, đời cao ABS. Rồi con này để cho anh em giá là 450k, 450k nha. Size này, size theo máy 2000, nhưng mà máy nhỏ gọn như size 2500, size thật con này lên tới 4000 luôn. Rồi sức mạnh của nó lên tới 4000 luôn á. Tiếp tục mã số 5. Số 5 tiếp tục là một con máy. Rồi số 5 tiếp tục là một con máy Hàn Quốc xuất Nhật. Gatio con này là 5.2, cước số 2 vào được 160 m, cước số 3 vào được 115 m, và cước số 4 vào được 85 m nha. Con này là mô vi sóng đôi tay trái phải, máy hoạt động êm mượt hết nha, thích hợp cho anh em lưu relock. Mã của máy là 1.500, nhưng mà size con này là khoảng 2.500 nha, size thật á, thích hợp cho anh em lưu relock câu ngâm. Rồi mã số 5 này để cho anh em giá là Hàn Quốc xuất Nhật, theo máy 1500, xe thật 2000 nha. Rồi con này để cho anh em giá là Gatio, để chưa đọc Gatio mà. Gatio con này là 5.2. rồi mã số 6, 250k, mã số 5 chứ, tiếp tục mã số 6. Mã số 6 là một con máy China xuất Nhật. Con này là size theo máy bao nhiêu đây? Size theo máy 4000, size thật con này là
để em đọc thông số cước. 0.40 vào được 110 mét, 0.35 vào được 145 mét. Rồi con này tương đương với cước số 5 vào được là 140 mét nha. Xay theo máy 4000, xay thật 4000, ratio là 5.2. Mô bin sóng đứng tay trái phải, con này là China xuất nhập, thích hợp cho anh em câu ngâm lăn xe lưu rê lóc vẫn được nha. Tại vì nó full carbon nên là cầm rất nhỏ gọn. Đấy, máy hoạt động em mượt, ratio 5.2, lưu rê lóc cũng rất là ngon rồi. Rồi mã số 6. Mã số 6 này để cho anh em giá là xay 4000. China xuất nhập 290k. Mã số 6. Tiếp tục mã số 7. Mã số 7 tiếp tục là một con máy Hàn Quốc xuất nhập, dòng Super. Super 300 nha. Rồi con này là Rồi con này là cối kim loại, tay quay carbon và thân carbon nha. Mô bin sóng đuôi tay trái phải, dòng Super. Gatio tới 5.3 nè. Rồi con này là size khoảng 2500, thích hợp cho anh em lưu relock luôn. 2500 lưu relock, mã số 7. Cối kim loại, tay quay carbon và thân carbon, dòng Super. Dòng này là cánh thái thích hợp cho anh em câu bộ lực đây. Rất êm mượt nha, size 2500 lưu relock, mã số 7. 320k. Tiếp tục mã số 8. Số 8 tiếp tục là một con máy câu. Con này là hàng Thái Lan xuất nhập, siêu nhỏ nhẹ. Máy con này là máy 100 thôi. Cũng mua bi sóng đuôi tay chứ phải. Thiết kế con này cực kỳ đẹp luôn nha. Thiết kế cực kỳ đẹp cực nè. Tay quay đồ kiểu rất góc cạnh nha. Con này là Thái Lan xuất nhập, để cho anh em giá là 150k. Size con này khoảng khoảng size 100 thôi nha. Thích hợp cho anh em câu lời cảm giác câu tôm. Rồi 150k, mã số 8. Tiếp tục mã số 9. Số 9. Số 9 cũng tiếp tục là một con máy Hàn Quốc xuất nhập, tay quay kim loại, tay quay carbon. Tay quay carbon thân cối kim loại nha. Thân cũng carbon luôn. Con này thì ngoại hình thì có cái dưới này nó có bị lem màu này, thấy không? Nó bị bông màu này, bông chrome nha. Bông chrome này. Chứ còn thiết còn cái màu sơn của nó còn rất mới. Rồi con này mã số 9. Mô viên sóng đuôi tay trái phải, xay theo máy 4000. Mô viên sóng cối kim loại. Con này cái thông số cước nó bị mất rồi nha, nhưng mà cái cối nó còn rất là mới. Nó bị mờ số rồi. Rồi mã số 9 xay 4000, xay theo máy 4000, xay thật 4000. Gatio là 5.3. Mà 5.3 nha. Rồi con này để cho anh em giá là 400k. 400k nha, Hàn Quốc xuất nhập. Máy rất là đẹp luôn. Thiết kế này tay quay đồ nấm rất là ok luôn nha. Cực kỳ xịn sò. 400k mã số 9. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 cũng một máy y vậy luôn. Cũng mua pin sóng đuôi tay trái phải nha, máy hoạt động em mượt. Xay 4000. Rồi con này cũng để cho anh em giá là 400k một cặp nữa nha. Korea xuất nhập. Mã số 10, 400k. Tiếp tục mã số 11. Tiếp tục mã số 11. 11 là một con máy Hàn Quốc xuất nhập. Con này là dòng cấu nông này, thích hợp cho anh em câu mực, câu tôm, câu rô phi và câu là cảm giác này. Rồi xay tê máy là 350. Rồi con này cũng xay khoảng là 1000, xay thật khoảng 1000 nha. Mô bin sóng đuôi tay trái phải, tay quay cơ bắp, tay quay bằng cơ nên anh em khỏi sợ bị gãy tay quay nha. Dòng này là full carbon, mô bin sóng đuôi tay trái phải. Rồi để cho anh em giá là 150k. Quay thả ra thì nó hơi rùng, nhưng mà anh em cầm quay thế này thì nó nhẹ nha. Nhưng mà anh em thả tay quay ra là nó hơi rùng này. Rồi 150k, mã số 11, Hàn Quốc xuất nhập. Tiếp tục mã số 12. 12 cũng là một con máy rồi. 12 là một con máy Alpha Tico Hàn Quốc xuất nhập, Gatio là 4.7, mô bin sóng đuôi tay trái phải, tay quay cũng bằng cơ luôn, cực kỳ khó gãy. Rồi, con này là XT1000. Cước số 4 vào được 145 mét. Cước số 3 vào được 175 mét nha. Rồi con này xay theo máy 1000, xay thật con này là 3000, mô bin sóng đuôi tay trái phải, tay quay bằng cơ này khó gãy. Rồi mã 12. Mã 12 này để cho anh em giá là 12. Rồi,
12, size thứ mấy 1000, size thực là 3000, Alpha Tico Hàn Quốc xuất nhập 250k, mã số 12. Tiếp tục mã số 13. 13 là một con máy Ryobi. Một con máy Ryobi Span, con này là size khoảng tầm size theo máy 5000, size thực con này tầm 8000 nha, nhưng mà con này là mô bin chết. Rồi, con này mã số 13, mô bin chết Ryobi Span size 8000. Rồi con này để cho anh em giá là 400k, mã số 13, 400k nha, size 8000. Thích hợp cho anh em câu ngâm. Câu ngâm, câu lăn xê, câu lục. Mã số 13, 400k. Dòng này dòng cứu nông nha, thường thường là dòng này cứu nông. Rồi mã 13, 8400k. Gatio rồi. Gatio con này là 3.9, cước số 4 vào được 150m nha. Rồi con này dòng cứu nông này, dòng cứu nông nha, ra cước nhanh. Tiếp tục mã số 14 tiếp tục là một con máy câu. Con này là hàng China xuất nhập. Con này xây theo máy 6000, xây thật con này là xây theo máy 4000, xây thật con này là 6000 nha. Mô bin sóng đổi tay trái phải, thiết kế con này là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thiết kế kiểu dáng con này từ cái tay quay này cũng cực kỳ xịn sò nha. Rồi, mô bin sóng đổi tay trái phải, xây theo máy 4000, xây thật 6000. Rồi con này để cho anh em giá là 300k, mã số 14, 300k nha. Sạp cho anh em câu ngâm lần xe đánh lục. Rồi con này để cho anh em giá là 300k, xây 6000, mã số 14, 300k. Rồi xin phép lên càng. Đầu tiên là em lấy một cây càng sút, độ dài cây này là 2m4, pad là pad hãng vặn đây, pad hãng vặn nha. Dàn khoen nó đây, dàn khoen là phần khoen gôn nha, khoen gôn này, đấy, khoen gôn, gôn cực kỳ đẹp luôn. Rồi cái này cứng 27, độ dài cái này là 2m4, chất liệu là phíp. Đây ngoại hình cần này, vòng khoen gôn cực đẹp luôn nha. Pass là pass hẳn bạn. Rồi cái này là đồ cứng 27 hàng, cái này hàng nội địa nha. Rồi cái này để cho anh em giá là 300k, mã số 15, 300k suit. Khoen gôn hẳn. Khoen vàng nha. Pass là pass. Pass hẳn luôn, pass vặn. Rồi 300k, mã số 15. Tiếp tục mã số 16. 16 cũng là một cây cần suốt. Một cây cần suốt, độ dài cây này là 2m4, chất liệu phíp, ngoại hình cần rất là mới luôn. Cây này là Hàn Quốc xuất nhập nha. Pad là pad hãng vặn. Đây, dàn khoen ở đây, dàn khoen là ở xứ xám. Tích hợp cho anh em câu ngâm, câu rô phi đồ. Rồi, độ dài cây này là 2m4, chất liệu phíp, 2m4 chất liệu phíp suốt. Rồi cây này để cho anh em giá là 16 200k, 16 200k nha, ngoại hình cần mới tinh luôn. Đây, rút ra rất mới nha anh em, không cua không chỉ anh em. Rồi cái này cứng 25, độ dài cái này 2m4, chất liệu là phíp. Đây dàn khoen đó, đây dàn khoen hãng xứ xám thế này đây. Rồi mã 16 200k. Tiếp tục mã số 17 là tiếp tục là một cây cần tay, độ dài là 4m50. Rồi một cây cần tay, độ dài là 4m50, ngoại hình cần có sơ xước dăm dăm nhiều này. Đấy, hình cần có sơ xước dăm dăm nhiều nha. Rồi mã 17 này độ cứng mấy h? Rồi độ cứng em này là 2,5h, độ dài là 4m50, chất liệu phíp. Đấy, cái này cũng hàng đấy. Đấy, ngoại hình cần. Cái này là của thằng Japan nha, độ dài 4m50, chất liệu phíp, mã số 17. 17 này để cho anh em giá là 220k, mã số 17, 220k nha. Tiếp tục mã số 18. 18 tiếp tục là một cây cần tay. 18 tiếp tục là một cây cần tay, cây này là cũng độ dài là 4m nha, chất liệu phíp, hàng Korea xuất nhập, dòng tem vàng. Đây ngoại hình cần. Ngoại hình cần thì có sơ xước dăm dăm nhưng mà nước sơn cây này rất mới luôn. Rồi Hàn Quốc xuất nhập. Độ dài 4m, độ cứng cây này là nhưng bị kẹp đọt rồi nha, bị kẹp đọt bên trong rồi. Độ cứng cây này là 1,5h, chất liệu phíp, đọt rút ra nước sơn còn khá đẹp luôn này. Đấy, rút ra nước sơn còn khá đẹp này. Rồi cây này 200k, độ dài 4m, chất liệu phíp, độ cứng 1,5h, hàng Korea xuất nhập, 200k, mã 18. Tiếp tục mã 19. 19 tiếp tục là một cây cần tay, một cây cần tay cũng kiểu giả trúc, độ dài là 4m20, chất liệu là phíp. Đây ngoại hình này, ngoại hình đây, chất liệu phíp nha.
Cần tay giả trúc chất liệu xếp hàng nội địa Nhật, độ dài 4m20, độ cứng là 1,5H, đầu rút ra này. Này, đầu rút ra này. Rồi em này mã số 19, đầu rút ra cũng còn khá sáng đẹp luôn. Rồi, 200k mã 19 4m20 chất liệu xếp. Cần tay giả trúc 200k 19. Tiếp tục mã số 20. 20 tiếp tục là một cây cần tay, một cây cần tay độ dài là 36 chất liệu xếp. Rồi, ngoại hình gần đây. Cần tay hãng độ dài 36. Cây này là của thằng Hàn Quốc xuất Nhật luôn, độ dài 36, mã số 20. 20 này độ cứng là 1,5H chất liệu xếp. Rồi cây này để cho anh em giá là 20 chất liệu xếp, độ dài là 2m. À, độ dài là 36, độ cứng 1,5H. 200k Hàn Quốc xuất Nhật. Ngoại hình cần còn rất mới, mã số 20. Tiếp tục mã số 21. 21 tiếp tục là một cây cần tay độ dài là 3m, hàng Emphatico. Rồi, dòng Super nha, dòng Super này, Emphatico này. Rồi, cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài cái này là 3m, tay cầm là cú chỉ thế này đây. Rồi, Emphatico. Mã 21, độ cứng cây này là 1,5H, độ dài 3m. Rồi, cây này cũng để cho anh em giá là 200k luôn, mã 21, 200k. Cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài 3m, hàng Emphatico, 200k. Tục mã số 22. 22 là một cây cần tay, độ dài cây này là 2m1, một cây cần tay giả trúc độ dài 2m1 của thằng Daiwa Japan, tay cầm là cuốn chỉ thế này. Đây ngựa hình cần. Ngựa hình cần thì cực kỳ đẹp nha. Rồi cây này cứng 3H, độ dài 2m1, chất liệu phíp đây. Chất liệu phíp nha, màu nó kiểu như màu ngọc bích này, cực cầm cần cực kỳ sang trọng luôn nha. Rồi em này giá là 300k, mã số 22. Độ dài 2m1, chất liệu phíp đây qua Japan, cứng 3H, 2m1, 300k, mã số 22. Tiếp tục mã số 23. 23 là một cây cần 2 khúc, 23 là một cây cần 2 khúc, chất liệu là phíp đặc siêu bền nâu đồng cố đá, độ dài là 1m6, bát hãng vạn này. Cây này là của thằng Sinus, hàng nội địa Nhật, bát hãng vạn nha. Dàn khoe nắp thế này đây, thích hợp cho anh em lưu rê lóc, câu biển, lưu rê biển nha, lưu rê mực á, lưu rê mực hoặc câu cá vặt. Nói chung là anh em tải cá tầm 7kg, hai khúc siêu bền nâu đồng cố đá, độ dài 1m65, 250k, mã số 23, hàng nội địa Nhật. Tiếp tục mã số 24. 24 là một cây cần 2 khúc, 24 cũng là một cây cần 2 khúc, chất liệu là phíp đặc siêu bền nâu đồng cố đá, đúng độ dài 1m65, bát hãng vặn thế này đây, cũng thích hợp cho anh em lưu rê mực, lưu rê lóc, lô đề có quả đấy, khoe nắp thế này nha, anh em câu biển đồ gặp mặn đồ rất ok, không phải sợ rỉ rác gì hết. Rồi mã 24, hai khúc chất liệu phíp đặc siêu bền nâu đồng cấu đá, độ dài 1m65, 250k, mã 24. Tiếp tục mã số 25. 25 là một cây cần hai khúc cũng phíp đặc luôn. 25 cũng là một cây cần hai khúc, chất liệu phíp đặc siêu bền nâu đồng cấu đá thế này luôn. Rồi ngoại hình càng thì nước sơn còn khá rất là đẹp luôn nha, bát hãng vạn, hàng nội địa. Rồi cây này cũng hàng Sinus, mã số 25, 250k, độ dài 1m6, phíp đặc siêu bền tải cá 7kg nha, 250k. Tiếp tục mã số 26. 26 là một cây cần tay, 26 là một cây cần tay hàng Waco, độ dài cây này là 2m7. Đây phâu càng cây này cực kỳ đẹp luôn này, đấy kiểu màu ngọc bích nha. Rồi em này cứng 3H, cứng 3H, độ dài 2m7, chất liệu phíp đọt phúc ra rất là đẹp luôn. Phô cần này, phô cần là anh em có thể nhìn xuyên thấu qua bên trong luôn, nhìn thấu qua luôn nha. Ngoại hình cần mới long lanh, độ dài 2m7, hàng Waco, Waco hàng nội địa nha, giá là 300k, mã 26, 300k. Tiếp tục mã số 27. 27 tiếp tục là một cái cần tay, 27 là một cây cần tay độ dài là 36, chất liệu phíp, cây này là hàng nội địa Nhật, cây này là của thằng Olympic Japan, ngoại hình cần có sơ xước nhẹ đây, đây có sơ xước nhẹ nha, hàng Olympic Japan, độ dài là 36, độ cứng nha. Rồi độ cứng em này là 1,5H, đầu rút ra còn khá mới sáng đẹp luôn này, đầu rút ra mới sáng đẹp luôn nha. Rồi cần tay giả trúc chất liệu phíp hàng Olympic Japan, độ dài là 36, hàng nội địa, 220k, mã số 27. Tiếp tục mã số 28.
28 tiếp tục là một cây cần tây độ dài là 2m65, chất liệu phíp, người ta đã cúng thế này để cho mình cọc chỉ vào nha. Rồi cái này là kiểu như cần cần rút dây trong nha, cần dây trong mà cần này chất liệu là phíp. Rồi cái này cứng là tại em này cứng là 3H, cứng 3H, độ dài cái này là 2m65, chất liệu phíp. Rồi cái này để cho anh em giá là 200k, cần tay dây trong chất liệu phíp 200k, mã số 28. Tiếp tục mã số 29. 29 tiếp tục là một cây cần tây, 29 là một cây cần tây, độ dài cái này là 3m5, 3m2. Cần tây giả trúc chất liệu là phíp, rồi cái này hàng Shimano, hàng nội địa Nhật này. Phao cần cái này có sơ xước đây. Đây, loại này thì thôi coi khỏi câu khỏi phải bàn luôn. Rồi cái này cứng là 4H, cứng 4H nha. Độ dài cái này là 3m20. 3m20 hay 3m đây. Cái này giờ dài 3m chứ. 3m, độ cứng là 4H, chất liệu phíp. Rồi cái này hàng nội địa Nhật Shimano, 300k, mã số 39. Tiếp tục mã số 40. 30. 30 là một cây cần tây. 30 là một cây cần tây, độ dài cái này là 4m50, chất liệu phíp. Rồi phao cần cái này cũng cực kỳ cao cấp luôn. Rồi cần tây giả trúc chất liệu phíp, độ cứng cái này mấy H. Rồi độ cứng em này là 1,5H, độ dài em này là 4m nha. Đọc rút ra này, đọc rút ra nước sơn nó có bị gần nha. Rồi độ dài là 4m, 4m50 nhé, 4m50 không phải 4m nha. Đây ngọn hình nước sơn có gần này. Rồi cây này để cho anh em giá là 220k, chất liệu phíp. Phao cần nó ngon nhưng mà trong nước sơn nó bị gợn. Rồi độ dài 4m50, mã số 30, 220k. Tiếp tục mã số 31. 31 tiếp tục là một cây cần tây giả trúc chất liệu phíp, độ dài cây này là 2m4. Đây, cần tây giả trúc chất liệu phíp, phao cây cần này rất là dài đẹp nè. Đấy. Rồi. 2m4. Chất liệu phíp, độ cứng mấy H. Cái gì? Rồi, độ cứng cây này là 6H, độ dài là 2m4. Rồi mã số 30. 30 này để cho anh em giá là 240k, cứng 6H. Độ dài 2m4, chất liệu phíp, cần tay giả trúc siêu nhỏ nhẹ, 6H, mã 34, 230k. Tiếp tục mã số 32. 32 là một cây cần tay. 32 là một cây cần tay hàng Shimano Japan, độ dài cây này là 4m50, chất liệu phíp. Ngựa hình cần đây, ngựa hình cần cũng còn khá sáng, có sản xuất nhẹ. Rồi cần tay giả trúc Shimano, độ cứng cây này mấy H. Rồi độ cứng em này là 5 đến 6H nha. Nước sơn ở chỗ này rút ra nó có gợn nhẹ. Rồi 4m50, độ dài là 4m50, độ cứng là 5 đến 6H, mã số 32. Nước sơn có gợn, để cho anh em giá cái này là 320k, mã số 32, 320k, 4m50, cứng 5 đến 6H, hàng nội địa nha. Tiếp tục mã 33. 33 tiếp tục là một cây cần tây, độ dài cây này là 36, cần tây giả trúc chất liệu phíp, ngũ hình đây. Chất liệu phíp nha, cần tây giả trúc chất liệu phíp, ngũ hình cần mới long lanh, có sơ xước nhẹ chỗ này thôi. Rồi, độ cứng cây này mấy H? Độ cứng là 1,5H, độ dài 36, hàng nội địa nha. Rồi chất liệu phíp, hàng nội địa, nước sơn còn khá mới và đẹp luôn. Rồi mã 33, giá 230k, chất liệu phíp, độ dài 36, cần tây giả trúc. Tiếp tục mã số 34. 34 là một cây cần siêu phẩm rồi, độ dài cái này là 3m, hàng Shimano nha, độ dài là 3m. Đây, đường nét khắc hoa văn rất là đẹp nè, khắc hoa văn nha, thích hợp cho anh em săn hàng. Đây, ngũ hình phao cần. Rồi cái này cứng là tệ nhất là 3H rồi. Rồi cái này cứng là 4H, cứng 4H nha, độ dài cái này là 3m, chất liệu là phíp. Đây, phao cần cực kỳ đẹp. Rồi mã số 34, độ dài là 3m, hàng Shimano khắc tem này, chất liệu là phíp, kiểu như ngọc bích, mã 34, 350k. Tiếp tục mã số 35. 35 là một cây cần tây giả trúc chất liệu là phíp. Rồi cây này của thằng Shimano này, phao cần cây này cũng rất là đẹp, số 8 đây. Cần siêu nhỏ nhẹ, độ dài là 2m4, chất liệu phíp, hàng Shimano, giá 220k, mã số 35. Cứng là 2H, cứng 2H nha,
cần siêu nhỏ nhẹ luôn, siêu nhỏ nhẹ cứng 2H Shimano số 8 cắt tem 2m 220k, cắt xa xước nhẹ này 220k mã 35. Tiếp tục mã số 36. 36 là một cây cần mi rút, một cây cần mi rút thu gọn cây này là bao nhiêu cm? Rồi thu gọn lại là 40 cm, độ dài cây này là 1m65, chất liệu là phíp hàng nội địa nha. Dàn khoen ở đây, dàn khoen là ở xứ xám này. Độ cứng cây này là 25, độ cứng 25, độ dài 1m65, chất liệu là phíp. Rồi mi rút thu gọn 40 cm nha, khắc tem nhạc đây. Khắc tem nhạc rất đẹp này. Rồi pad là pad hãng vặn, siêu nó vẫn còn này, chưa bóc ra luôn. Giá 250k. Mã số 36 mi rút. Mi rút thu gọn lại là 40 cm nha, dàn khoen ở đây. Rồi tiếp tục mã số 37. 37 cũng là một cái cần mi rút, độ dài cái này cũng là 1m65 nha, hàng cần Fanali này, hàng Japan nha, 1m65, phát hãng vặn, thu gọn cái này cũng 40 cm, dàn khoen lỡ xứ xám thế này đây, dàn khoen lỡ xứ xám thế này nha. Rồi cái này cứng bao nhiêu? Cứng 25, độ dài 1m65, chắc liền fit, dàn khoen lỡ xứ xám. Rồi cái này mã số 37. 37 này để cho anh em giá là 250k. 37 250k. Tiếp tục mã số 38. 38 là một cây cần tay. Rồi một cây cần tay, chất liệu là carbon, độ dài cây này là 4m50. Đây ngoại hình cần thì mới long lanh luôn, ngoại hình cần mới long lanh nha. Rồi cây này là hàng Nissin, hàng Nissin khắc tem này, hàng Nissin nha, ngoại hình cần mới long lanh, độ dài là 4m50, hàng Nissin, tay cầm là cũng chỉ thế này nha, Nissin, mã số 38, độ cứng cây này mấy h? Rồi độ cứng cây này là 6h, 5-6h nha, 5-6h, độ dài cây này là 4m50, chất liệu là carbon sáng vào, mã số 38. 38 hàng của thằng Nissin, phao cần rất là đẹp luôn này, chất liệu là carbon nha, cần mới long lanh, độ cứng cây này là 90% á, độ mới là tầm 90%. Rồi cây này mã số 38, giá em này là 900k. Tiếp tục mã số 39. 39 là một cây cần tay, một cây cần tay ráp khúc, một cây cần tay ráp khúc nha, độ dài cây này là 6m3, cần tay ráp khúc hàng Senko nha, Seiko đấy, Seiko này, chất liệu là fib đây, chất liệu fib nha, cây này là cần ráp khúc, độ dài là 6m3. Rồi cây này để cho anh em giá là 300k, mã 39, 300k, cần ráp khúc, độ dài 6m3, chất liệu fib, cứng 1,5h, giá là 300k, mã 39. Tiếp tục mã số 40. 40 cũng tiếp tục là một cây cần hai khúc, một cây cần ráp khúc luôn, độ dài cây này là 5m4, chất liệu fib. Rồi ngoại hình cần đây, rồi cây này cũng để cho anh em giá là 300k nha, 300k, độ cứng 1,5h, cầm ráp khúc, mã số 40, 300k, hàng nội địa Nhật nha, hàng nội địa Nhật khắc tem này, đây ngoại hình cần, phô cần rất là đẹp luôn, cần ráp khúc cứng 1,5h, mã số 40, 300k. Tiếp tục mã số 41. 41 là một cây cần ISO khoen nhỏ, độ dài là 5m4, độ cứng cây này là DX. Rồi dàn khoen nó đây, độ cứng DX nha. Rồi cây này là ISO hạ xuống làm cần tay, độ dài là 5m4 nha, chất liệu fib. Ông hủ gì này. Rồi ISO hạ xuống lòng gần tay, chất liệu là fib nha. Đây cái này là thích hợp cho anh em đánh bạo lực luôn á, ISO hạ xuống lòng gần tay cứng mấy h, mã số 44. Rồi em này là cứng là 5h, cứng 5h nha, thích hợp cho anh em câu bạo lực, ISO hạ xuống lòng gần tay, độ dài là 5m4, đầu rút ra nước sơn có bị sơ xước này. Rồi cái này để cho anh em giá là 250k, cứng 6h, đây ngoại hình cơ,
xe xước 5m4 tướng 6H, ISO hạ xuống lòng tay, ngoại hình cần có cũ thiệu nhiều theo thời gian 250k cứng 6H. Tiếp tục mã số 42. 42 là một cây cần rút mini, độ dài cây này là 21, thu gọn cây này là bao nhiêu? Rồi thu gọn cây này là 50cm, độ dài cây này là 21, chàng khoen ở đây, chàng khoen là xí xám. Rồi hàng Sapan, độ cứng cây này là 30, độ cứng 30, độ dài 21 nha. Thích hợp cho anh em luôn re lóc câu ngâm, đi du lịch, bỏ ba lô rồi đi du lịch nha. Rồi 21 hàng Sapan, ngoại hình càng rất đẹp luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là 21 300k, đầu quốc ra rất mới luôn nha, mini rút thu gọn 50cm, mã số 42 300k. Tiếp tục mã số 43. 43 cũng là một cây cần mini rút hàng nội địa nha, chất liệu là fit. Đây ngoại hình đầu quốc ra này, nước sơn còn khá đẹp nè. Rồi mini rút độ dài cái này cũng 1m65, độ cứng cái này cũng 30, độ dài 1m65, chất liệu fit nha, hàng nội địa nha, thu gọn lại là 40cm. Rồi cây này để cho anh em giá là 280k, chất liệu fit, patch là patch hãng vặn thế này nha, dàn khoen lại xí xám. Đây nội hình cần mới long lanh, hàng nội địa nha, của thằng Olympic Japan, 280k, mã số 43. Tiếp tục mã số 44. 44 là một cây cần tay, 44 là một cây cần tay giả trúc chất, một cây cần tay độ dài là 4m50, hàng nội địa nhạc này. Đây ngoại hình cần có xe xước này. Rồi cần tay giả trúc chất liệu phíp, hàng nội địa nhạc, độ cứng là 1,5H, độ dài là 4m50, đầu cúc ra bên trong là còn khá sáng đẹp nha. Ở ngoài này thì có, nó có xe xước dâm dâm này, này anh em nhìn này. Đây xước này. Rồi xe xước dâm dâm ở dưới này nữa nha. Rồi cái này để anh em giá là 230k, độ dài là 4m50, độ cứng 1,5H, hình có xe xước ở bên ngoài, còn lắm rút ra đất mới. Tiếp tục mã số 45. 45 là một cây cần tay giả trúc. Tiếp tục là 45 là một cây cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài là 3m3, phôi càng cây này đây. Cây này kiểu giả trúc thế này nha. Rồi cây này hàng Shimano đây, nhưng mà có cái một cái là cái cú chỉ này nó bị bong ra đâu này. Rồi độ dài 3m3, chất liệu phíp, độ cứng cây này mấy hát, mã số 45. 45 độ cứng cây này là 2H chất liệu phíp nha. Rồi cần tay giả trúc chất liệu phíp hàng Shimano, độ dài là 3m3, giá em này là 210k, mã số 45. Tiếp tục mã số 46. 46 là một cây cần tay, 46 là một cây cần tay, độ dài cây này là 3m10, cần tay giả trúc chất liệu là 3m10 nha. Rồi phô cây cần này cũng cực kỳ cao cấp này. Đây văn kiểu như văn đá rất là đẹp luôn này, em nhìn. Rồi cái này cứng mấy hát thôi, cái này cứng tầm 3 hát là đẹp. Rồi em này chỉ cứng 1,5H nha, độ dài là 3m10, chất liệu phíp. Đây đọc rút ra này. Rồi mã số 46, cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài là 3m10. Rồi cái này để cho anh em giá là 230k, mã số 46. Tiếp tục mã số 47. 47 là một cây cần ISO khoen nhỏ, 47 là một cây cần ISO khoen nhỏ, patch Pussy, dàn khoen là Pussy ISO nhỏ, đầu 3, độ dài 5m4 nha. Cây này là của thằng Shimano Japan, Shimano Japan nha, cây này là sản xuất hàng nội địa nha, chất liệu là phíp đỏ. Đây chất liệu là phíp đỏ thế này nha, cây này thì anh em lau chùi ra là mới tinh luôn á, cây này cực kỳ đẹp luôn, hàng cực kỳ đẹp. Rồi ISO khoen nhỏ, khoen patch Pussy, cần tay trở máy, đột 3, độ dài 5m4 nha, kiểu màu ngọc bích thế này đây. Rồi phíp đỏ, patch Pussy, dàn khoe Pussy nhỏ, đột 3, độ dài 5m4, giá này là 400k. Ngoại hình cần ở chỗ này có xe xước dâm dâm nhiều nha, nhưng đột quốc lên còn khá mới đẹp nè, 400k, mã số 47. Tiếp tục mã số 48. 48 là một cây cần suốt, 48 là một cây cần suốt, độ dài cây này là 36, patch Pussy, dàn khoen lỡ xí xám. Rồi cây này 36, cứng là 25, cứng 25, độ dài 36 nha, tích hợp cho anh em câu ngâm lần C, đánh bạc biển. Rồi đầu rút ra nước sơn còn khá mới nè. Rồi cái này dưới này nó có dễ bị dính bụi nha, chưa lau chùi nha, patch Pussy. Rồi suốt 36, patch Pussy, dàn khoen là khoen lỡ xí xám. Rồi cây này để cho anh em giá là 350k nha, mã số 48, suốt.
350k, mã số 48. Tiếp tục mã số 49. 49 tiếp tục là một cây cần sút. 49 là một cây cần sút dòng super, độ dài là 3m1, pad pussy này, dòng super nha. Super. Sút super này 3m. Rồi, dàn phen nó đây, dàn cuộn phen cũng dàn phen lỡ xí xám thế này đây. Rồi cây này cứng bao nhiêu đây? Cây này là cứng là 27. Cứng 27, độ dài 3m, đầu rút ra nước sơn cũng còn khá mới đẹp nè. Rồi mã số 49. Sút pad pussy, dàn phen lỡ xí xám. Độ dài 3m, nước sơn còn khá mới, mã số 49. 49 này để cho anh em giá là 330k nha, 330k, sút 3m, pad pussy, thích hợp cho anh em câu ngâm, lân xe. Rồi, tiếp tục là một cây cần 50. 50 là một cây cần em trắng trong như ngọc trinh luôn, độ dài là 2m4, dàn khoen ở đây, dàn khoen là xứ xám, độ dài 2m4 nè. Đọc rút ra là màu đen thế này nha. Đấy, phâu cần này. Rồi, đọc nó lại là màu trắng nha. Rồi, cái này là cứng 30, độ dài 2m4, cần cực kỳ đẹp luôn. Chất liệu phíp hàng Sapan nha. Đây, phát hãng vặn. Rồi, cái này 2m4, chất liệu phíp, độ dài 2m4 này. Rồi, cái này để cho anh em giá là 300k nha. Dàn phen lỡ xí xám. Mini rút. Mini rút nha. Độ dài 2m4, cái này thu gọn lên 80cm luôn. Giá em này là 290k đi, mã số 50. Tiếp tục mã số 51. 51 cũng là một cây cần mini rút. 51 cũng là một cây cần mini rút, độ dài là 3m, dàn khoen lỡ xí xám. Rồi, đọc rút ra này. Đọc rút ra nước sơn cũng còn khá đẹp nè. Rồi, độ dài 3m nha, chất liệu phíp. Mã số 51. Độ cứng em này là cũng 30, cứng 30, độ dài 3m nha, mini rút. Chất liệu là phíp. Đâu nhầm, cái này là cứng là 25 chứ nhầm nha, cứng 25, độ nảy nó là bứ 30 nha, độ nảy là 30. Rồi, cứng 25, độ dài 3m, chất liệu phíp, pad và pad hãng vặn, dàn phen lỡ xí xám. Cái này để cho anh em giá là 300k, thu gọn lại là 80cm, mã số 51, mini rút 300k, pad hãng vặn, ngồi hình cần còn rất đẹp luôn, 3m nha, hàng Japan 300k. Tiếp tục mã số 52. 52 cũng là một cây cần mi sút. 52 là một cây cần sút, độ dài 24, pad là Fuji FF7, dàn khoen đây, dàn khoen lỡ xí xám. Cây này là của thằng Daiwa Japan này, Daiwa Japan nha. Đây, đọc rút ra nước sơn còn đẹp này. Rồi, mini rút, mini sút chứ. Rồi, độ cứng em này là 10, độ dài cái này là 24, chất liệu phíp, thích hợp cho anh em đánh u câu lưu rê lóc nha. Lưu rê lóc, lưu rê có quả, thích hợp cho anh em đánh cảm giác. Độ dẻo cao, pad pussy FF7, độ dài là 24. Rồi, cái này để cho anh em giá là 400k, Daiwa Japan 400k, mã số 52. Tiếp tục mã số 53. 53 là một cây cần 2 khúc. 53 là một cây cần 2 khúc Ikeda nha. 2 khúc Ikeda, độ dài cái này là 1.65. Đây, cái tay cầm nó cũng cuốn hai màu chỉ này. Pad là pad hãng vặn nha. Dàn khoen nó đây. Khoen chạy nó là khoen inox thế này nha. Rồi, 2 khúc, độ dài là 1.65. Chất liệu là fit, cần Ikeda siêu dẻo luôn. Cần Ikeda thì anh em biết rồi, cực kỳ dẻo rồi. Rồi, cái này giá là 400k, 2 khúc, độ dài 1m65, cần Ikeda 400k, mã 53. Tiếp tục mã số 54. 54 là cũng là một cái cần 2 khúc, cần Ikeda, cần này là cần siêu mới luôn. Ngoại hình cái cần này còn rất là mới luôn. Rồi, dàn khoen nó đây, dàn khoen là ở xứ trắng, dàn khoen Fuji xứ trắng thế này nha, Fuji xứ trắng, còn khoen chạy nó là khoen inox thế này. Rồi, cần còn siêu mới luôn. Rồi, 2 khúc Ikeda, mã số 54, chất liệu là fib, độ dài là 1m1. Rồi, cái này để cho anh em giá là 400k, 400k nha. Khoen đề bán là Fuji xứ trắng này, còn khoen chạy là khoen inox nha, tất cả Ikeda là khoen chạy inox hết Ikeda nha. Rồi, 400k, mã số 54, cần mới tinh luôn. Tiếp tục mã số 55. 55 là một cây cần 3 khúc.
55 là một cây cần 3 khúc, độ dài cây này là 2m4. 3 khúc chất liệu phíp, độ dài 2m4, thích hợp cho anh em câu ngâm nha. Rồi dàn khoe nó đây. Dàn khoe nó là khoe inox thế này nha. Đấy. Cái này là hàng của thằng Olympic Japan, độ dài 2m4. Đây. Rồi cây này cứng là 20. Cứng 20, độ dài là 2m4 nha. Cây này cũng thích hợp cho anh em luôn relock nha. Câu ngâm. Rồi cây này để cho anh em giá là 290k, mã số 55. 3 khúc 24, 290k. Tiếp tục mã số 56. 56 là một cây cần tay giả trúc. 56 là một cây cần tay giả trúc, độ dài cây này là 2m45 chất liệu phíp đây. Cần tay giả trúc 2m45 chất liệu phíp. Độ cứng mấy hát? Rồi độ cứng em này là 3H. Mã số 56 3H, độ dài em này là 2m45, 200k. Càng rất là mới luôn nha. Càng rất là mới, 200k, mã 56. Tiếp tục mã số 57. 57 tiếp tục là một cây cần tay giả trúc. 57 tiếp tục là một cây cần tay giả trúc, độ dài là 36 chất liệu phíp, cần tay giả trúc chất liệu phíp, hàng Olympic Japan, độ dài cây này là 36. Rồi, 57, độ cứng là 1.5H. Đọc nút ra nè. Rồi, đọc nút ra cũng khá mới. Máy mét 36 chất liệu phíp 220k. Hàng nội địa nha. Mã 57. Tiếp tục mã số 58. 58 là một cây cần ISO hạ xuống làm cần tay. ISO hạ xuống làm cần tay, độ dài là 36 nha. Pat đây. Cái này là ISO hạ xuống làm cần tay này. Cây cầm người ta còn cũ kỹ nha. Rồi độ dài cái này là 36. Đọc nó đây. Rồi độ cứng cái này là 1.5H. Đâu cây này cứng là 2H chứ. Cứng 2H, độ dài 36, chất liệu là phíp. Cây này là ISO hạ xuống làm cần tay, nước sơn cái rút ra nó có bị gần gần này. Nó bị gần gần thế này nha. Rồi giá 200k, mã số 58, 200k. Tiếp tục mã số 59. 59 là một cây cần ISO khá nhỏ. 59 là một cây cần ISO khá nhỏ Pat Pussy. Pat Pussy F6 ngoại hình đây. ISO khá nhỏ, độ dài là 4m50. Rồi em này là đột 4, độ dài 4m50 chất liệu phíp nha. Đột nút ra nè. Nước sơn có bị sơ xước nhiều đây nè. Có bị sơ xước gần gần rất là nhiều nha. Rồi ISO khoe nhỏ, khoe Pat Pussy, độ dài cây này là 4m50, đột 4 nha. ISO Haya, hàng Japan. Rồi cây này để cho anh em giá là 320k, mã số 59. 320k. Tiếp tục mã số 60. 60 là một cây cần Olympic. 60 cũng tiếp tục là một cây cần Olympic Japan, độ dài cây này là 4m50, Pat là Fuji, ngoại hình cần đây. Olympic Japan nha, độ dài là 4m50 này. Độ dài là 4m50. Đây ngoại hình cần có sơ xước đây. Dàn khoe là Fuji ISO nhỏ. ISO khoe nhỏ, cần tay trợ máy. Rồi em này là đột 4, độ dài cái này là 4m50 chất liệu phíp nha. ISO khoe nhỏ, cần tay trợ máy. Cái này độ cứng tầm khoảng là 3H. Mã số 60 này để cho anh em giá là 330k, 4m50 Pat Fuji, ngoại hình cần đây. Olympic Japan đây nha. Có sơ xước như này thôi. Còn đọt lúc ra thì nước sơn cũng còn khá đẹp. 330k, mã số 60. Tiếp tục mã số 61. 61 là một cây cần ISO khoe nhỏ. 61 là một cây cần ISO khoe nhỏ, đột 2, độ dài là 39, Pat là Fuji FF6, hàng Ryobi Japan, dòng này là dòng Super nè. Dàn khoe là Fuji ISO nhỏ. Rồi, em này là đột 1 nha. Đột 1, độ dài cái này là 39, à đột 2 chứ. Đầu 2 nha, đầu 2 độ dài 39, đầu phút ra nè. Kiểu màu sưng mờ nè, nhanh cầm nhìn cầm cái cần rất là sang trọng luôn. Rồi ngoại hình cần có sơ xước nhẹ. ISO khoe nhỏ, cần tay trợ máy, khoen Pat Fuji, đầu 2 độ dài 39, hàng Ryobi Japan. Cây này để cho anh em giá là 320k, mã số 61. Tiếp tục mã số 62. 62 là một cây cần tay. 62 là một cây cần tay hàng nội địa Nhật, độ dài cây này là 6m, cây này hàng Shimano Japan, ngoại hình cần thì nước sơn đây. Cần này là khá to nha, thích hợp cho anh em câu biển hoặc là sông lớn nha, cầm khá là nặng. Để báo trước, cái này là có bịt máy lóng đầu cần hết nè, chống nổ nha, chống nổ. Rồi cái này cứng mấy hát?
Rồi em này cứng là 8H. Cứng 8H nha. Độ dài cái này là 6m. 6m cứng 8H, độ dài 6m nha. Ngoại hình cần mới tinh luôn. Rồi em này giá là 600k. Mã số 50 62 chứ. 62, giá em này là 500k, ngoại hình cần mới tinh. Hàng Shimano. Tiếp tục mã số 63. 63 tiếp tục là một cây cần tay. 63 tiếp tục là một cây cần tay. Độ dài cái này là bao nhiêu mét đây? Cái này độ dài cũng 6 mét, chất liệu là phíp đây. Người ta cuốn chỉ thế này nè, để cho cầm nắm rất là sướng nè. Cầm nắm sướng nha. Đây, phôi cần của nó là kiểu như màu ngọc thế này nha. Ngoại hình cái cần này thì mới tinh luôn. Ngoại hình cái cần này mới tinh luôn nha. Độ cứng cái này mấy H? Rồi, độ cứng em này là 4H. Độ cứng em này là 4H nha. Đấy, đầu rút ra này, màu ngọc bích thế này nha, rất là đẹp, gọi là phíp trắng á. Cái này gọi là phíp màu trắng nha, nhìn xuyên thấu qua bên trong luôn. Rồi cái này cũng đẹp, vẫn để cho anh em giá là 500k nha. Ngoại hình cần thì mới tinh luôn, ngoại hình cần thì mới long lanh luôn nha, hầu như là rút ra là chưa một vết xước luôn á, cần là còn đẹp. Có cái này là người ta cúng cho cúng băng ke thôi nha. Ngoại hình cần thì đẹp long lanh luôn. 6m 500k. 6m3. Tiếp tục mã số 64. 64 cũng là một cây cần tay. Độ dài là 6 mét, hàng Olympic Span. Cây này cũng là chất liệu là phíp đỏ nha. Chất liệu phíp đỏ, nhìn xuyên thấu qua bên trong luôn, màu ngọc bích luôn. Rồi cây này cứng mấy H? Rồi em này là cứng là 6H. Cứng 6H nha, màu ngọc bích này, đầu phút ra này, cũng mới long lanh luôn. Rồi giá em này cũng 500k, mã số 46, 500k. Mấy cái cần 6 mét này là thích hợp cho anh em câu biển hoặc là câu sông lớn nha. Tại vì phô cần rất là to luôn, cầm rất là to luôn nha. Ba cây này đều 500k. Mã số 64. Tiếp tục mã số 65. 65 là một cây cần sút. 65 là một cây cần sút. Độ dài cây này là 36. Pat là pat thường, dàn khoen là dàn khoen là ở xứ xám. Thích hợp cho anh em câu ngâm, lăn xe, bạc biển. Rồi cây này là cứng 27-30. Cứng 27-30, độ dài là 36 nha. Chất liệu phíp. Đây, mình đọc rút ra này, đọc rút ra nước sơn cũng còn khá mới đẹp luôn. Rồi dàn khoen là ở xứ xám. Dàn khoen lỡ xứ xám, độ dài 36, phát là phát thường gặp. Rồi mã số 65. 65 này để cho anh em giá là suốt 36, dàn khoen lỡ xứ xám. Rồi 350k, mã số 65. Tiếp tục mã số 66. 66 là một cây cần suốt. 66 là một cây cần suốt, độ dài cây này là 39, dàn khoen này, dàn khoen lỡ xứ xám, phát là Fuji FF7. Rồi suốt độ dài là 39, chắc liệu phíp, dàn khoen lại xứ xám. Cái này cứng bao nhiêu đây? Rồi em này cứng là 25-27. Cứng 25-27, độ dài 39, đầu khúc ra đây. Cái này là chất liệu là phíp xanh nha, dàn khoen lại xứ xám, phát Pussy. Mã số 47. 47 này để cho anh em dũng giá là 350k. 39, cứng 25. Tiếp tục mã số 67. 66 là 350k nha. Tiếp tục mã số 67. 67 là một cây cần ISO khoen nhỏ. 67 là một cây cần ISO khoen nhỏ, độ dài là 36, pad là Fuji FF6, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ. ISO khoen nhỏ cần tay trợ máy đột 3, độ dài là 3m60, đột rút ra này, nước sơn còn khá mới đẹp luôn. Rồi giá em này là 300k, mã số 67, pad Fuji, dàn khoen Fuji ISO nhỏ. ISO khoen nhỏ cần tay trợ máy khoen pad Fuji, giá 300k. Tiếp tục mã số 68. 68 tiếp tục là một cây cần ISO khoen nhỏ. Cây này là hàng độ dài là 4m50, hàng của NFT này, phát là Fuji, ngoại hình cần đây. Rồi cái phôi cần cái này cũng rất là ngon luôn. Đấy, đọc rút ra mới tinh luôn nha, rút ra mới tinh luôn. Rồi ISO khoen nhỏ cần tay trợ máy đột 1, độ dài 4m50, chất liệu là phíp. Rồi cây này để cho anh em giá là 420k, 320k nha, hàng NFT 4m50, phát Fuji, 320k. ISO khoen nhỏ cần tay trợ máy khoen phát Pussy, 320k nha. Tiếp tục mã số 69. 69 là một cây cần ISO khoen nhỏ. Tiếp tục bộ dài là 4m50. Đây, phát Pussy, ngồi hình cần ISO khoen nhỏ cần tay trợ máy khoen phát Pussy, độ dài 4m50, ngồi hình chỗ thân gốc này có sơ xước nhiều này. Đầu rút ra đây, đầu rút ra thì nó màu đỏ, nó gần thế này nha. Rồi cây này có sơ xước nhiều, đột máy đây 4m50. Rồi em này là đầu 2, độ dài 4m50 nha. Rút ra mấy cây trên này đẹp nhưng mà
gần gốc này nó hơi xấu nên để cho anh em giá là 300k, mã số 69, ISO khoen nhỏ, khoen phát Fuji, độ dài 4m50, độc 2, 300k. Tiếp tục mã số 70. 70 là một cây cần tay. 70 là một cây cần tay giả trúc chất liệu phíp hàng Shimano Japan, độ dài là 3m50 chất liệu phíp nha. Đây ngoại hình cần. Phôi cần cái này cũng rất là đẹp. Rồi cái này để cho anh em giá là 220k. Độ cứng em này là 3H. Độ cứng 3H nha, độ dài 3m50 chất liệu phíp. Độc quốc ra nước sơn khá đẹp nha. Rồi 230k, mã số 70. Đây ngoại hình cần. Rồi tiếp tục mã số 71. 71 là một cây cần 71 là một cây cần sút, một cây cần sút cứng 25, độ dài là 36, pad là Fuji, ngoại hình cần thì mới tinh luôn. Ngoại hình cần thì mới tinh long lanh luôn nha. Dàn khoen ở đây. Dàn khoen lỡ xứ xám Fuji. Dàn khoen Fuji nha, cứng 25, độ dài 36, chất liệu là cũng y như màu phíp phíp đỏ nha, nhìn xuyên thấu qua bên trong luôn á, rất là đẹp, kiểu màu ngọc bích á. Rồi sút khoen bát Fuji, độ dài là 36, chất liệu là phíp đỏ, đây qua Japan, giá em này là 500k, mã số 71, 500k. Tiếp tục mã số 72. 72 là một cây cần tay, độ dài là 4m50. Rồi cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài là 4m50, hàng Olympic Japan. Đây ngoại hình cần, cái này cứng mấy H? Rồi cái này cứng 6H, cứng 6H, độ dài 4m50 nha, chất liệu phíp mà nó sáng cuộn kiểu như carbon luôn nha. Cái này là sáng cuộn kiểu như carbon luôn này. Rồi mã số 72, 350k, hàng Olympic Japan, có xe xước nhẹ thôi. Còn lại ngoại hình cần có rất là đẹp, bắt cần tay Olympic Japan 4m50 cứng 6H 350k, mã số 72. Tiếp tục mã số 73. 73 là một cây cần tay. 73 là một cây cần tay, độ dài cây này là 3m7 chất liệu phíp. Rồi cây này hàng đây qua Japan, tay cầm là cuốn chỉ thế, rất là đẹp nè, cuối chầm nè. Đấy. Rồi độ dài là 3m7, cần tay. Độ cứng cái này mấy H? Rồi độ cứng em này là 1,5H nha, chất liệu phíp, độ dài là 3m7, mã số 73. 73 này để cho anh em giá là nước sơn khá đẹp nên em rút nhanh nha. Có sơ xước nhẹ dưới này nè. Đây. Rồi. 240k, độ dài là 3m7, mã là 73. Tiếp tục là mã 74. Rồi, 74 cây thôi. Rồi, 74 là một cây cần tay. 74 là một cây cần tay. Cái này là độ dài nó cũng khoảng là 36 nha. Ngoại hình cần có sơ xước rất là nhiều luôn. Rồi, sơ xước rất là nhiều đây nè. Rồi, cây này để cho anh em giá là 190k, độ cứng là 1,5H nha, mã số 74, 190k, cứng 1,5H. Độc rút ra nước sơn chỗ này nó bị xe xước nhiều nè, bị bong mới nhiều nè. Rồi, 74, 190k. Rồi, em lên tạm 74 khi cần về cho anh em tham khảo. Chúc anh em là ngày mới vui vẻ, nhiều sức khỏe nha, gia đình em thật nhiều sức khỏe. Anh em đừng quên đăng ký kênh của em và nhấn like và subscribe nha. Một lần nữa chúc anh em là thật nhiều sức khỏe và gia đình em thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem hết video nha. Chào tạm biệt. Hẹn video lần sau. Cảm ơn.